11. Phẩm thí dụ. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, ý nghĩa của Bồ Tát là như thế nào? Phật bảo: Thiện hiện. Không có ý nghĩa là nghĩa của Bồ Tát. Vì sao? Này thiện hiện, vì cả hai danh từ Bồ Đề, Tát Đoà đã không sanh, nên nghĩa lý trong đó cũng chẳng có. Không có nghĩa là nghĩa của Bồ Tát. Này thiện hiện, ông nên biết, ví như dấu chân chim trong hư không, ý nghĩa thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Ví như cảnh trong mộng, việc huyễn, sóng nắng, ảnh ảo, trong dưới nước, tiếng vang, hoa đốm trong hư không, biến hóa, ý nghĩa thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa chân như của tất cả pháp thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của nhất thiết pháp, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, pháp định, pháp trụ, thật tế, ý nghĩa thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa sắc của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa thọ tưởng hành thức của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa nhãn xứ của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa sắc xứ của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa nhãn giới của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa sắc giới của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa thanh hương vị xúc pháp giới của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa nhãn thức giới của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa nhãn xúc của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa vô minh của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa hành pháp không nội của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bản tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không bất khả đắc, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa hành bốn niệm trụ
của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết như ý nghĩa cho đến hành mười lực của Phật, của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có. Lại nữa, này thiện hiện, như ý nghĩa sắc của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa thọ tưởng hành thức của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhãn xứ của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhĩ tý thiệt thân ý xứ của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa sắc xứ của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhãn giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhĩ tý thiệt thân ý giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa sắc giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa thanh hương vị xúc pháp giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhãn thức giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhĩ tý thiệt thân ý thức giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhãn xúc của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhĩ tý thiệt thân ý xúc của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa vô minh của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành pháp không nội của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành bốn niệm trụ của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, cho đến như ý nghĩa hành mười lực của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có. Lại nữa, này thiện hiện, như ý nghĩa giới vô vi trong giới hữu vi thật không có, ý nghĩa giới hữu vi trong giới vô vi cũng thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có,
như ý nghĩa vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, như ý nghĩa pháp nào vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Phật bảo thiện hiện, như ý nghĩa của sắc cho đến thức, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của nhãn xứ cho đến ý xứ, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của sắc xứ cho đến pháp xứ, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của nhãn giới cho đến ý thức giới, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của sắc giới cho đến pháp giới, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của nhãn xúc cho đến ý xúc, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến ý nghĩa các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của vô minh cho đến lão tử là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như vậy cho đến như ý nghĩa mười lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Lại nữa, này thiện hiện, như ý nghĩa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo thanh tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như vậy, cho đến như ý nghĩa mười lực của Phật, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo thanh tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa ngã cho đến người thấy, thật không có. Vì không có, nên ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa tối tăm khi mặt trời mọc, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa các hành thời kiếp tận, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa ác giới trong tịnh giới uẩn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa loạn tâm trong tịnh định uẩn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa ác tuệ trong minh tuệ uẩn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy,
thật không có, như ý nghĩa ràng buộc trong giải thoát uẩn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa chẳng phải giải thoát tri kiến trong giải thoát tri kiến uẩn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa bóng tối trong ánh sáng lớn của mặt trời mặt trăng thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa ánh sáng của tất cả mặt trời mặt trăng sao vật báu thuốc súng và chư thiên vân vân trong ánh sáng của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có. Vì sao? Này thiện hiện ý nghĩa của Bồ Đề hoặc Tát Đoà hoặc Bồ Tát như vậy, tất cả đều chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, không sắc, không kiến, không đối, là một tướng gọi là vô tướng. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, đối với tất cả Pháp, đều không thật có, không chấp, không ngại nên siêng năng tu học, nên hiểu biết đúng, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Các đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp nào đều không thật có, không chấp, không ngại nên siêng năng tu học. Vì sao các đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp nên hiểu biết đúng? Phật bảo thiện hiện, tất cả Pháp là Pháp thiện, Pháp không thiện, Pháp hữu ký, Pháp vô ký, Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian, Pháp hữu lậu, Pháp vô lậu, Pháp hữu vi, Pháp vô vi, Pháp cộng, Pháp bất cộng. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với tánh tất cả Pháp như vậy, không chấp không ngại nên siêng năng tu học. Các đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp thật vô sở hữu nên hiểu biết đúng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những Pháp nào gọi là Pháp thiện của thế gian? Phật bảo thiện hiện, Pháp thiện của thế gian là hiếu thuận với cha mẹ, cúng dường sa môn, bà la môn, cung kính phụng sự sư trưởng, bố thí với phước nghiệp sự, trì giới với phước nghiệp sự, tu tập với phước nghiệp sự, phục vụ chăm sóc người bệnh câu hữu với phước, phương tiện thiện xảo câu hữu với phước, mười thiện nghiệp đạo thế gian, hoặc tưởng sình trướng, tưởng mù dã, tưởng xanh bầm, tưởng đỏ bầm, tưởng tan nát, tưởng mồ nuốt, tưởng tan dã, tưởng hài cốt, tưởng đốt cháy, hoặc bốn tịnh lự thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, tùy niệm Tịch Tịnh, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm Thân, tùy niệm Tử. Này thiện hiện, những Pháp này gọi là Pháp thiện thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những Pháp nào gọi là Pháp bất thiện? Phật bảo thiện hiện, Pháp bất thiện là giết hại mạng sống, lấy của không cho, dục tà hạnh, nói dối gạt, nói chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời xấu xa, tham lam, sân giận, tà kiến và căm giận, che giấu tội lỗi, tổn hại hữu tình, bực tức dua nịnh, luống rối, kiêu căng, ganh tị, san tham ngã mạn, vân vân. Này thiện hiện, những Pháp này gọi là Pháp bất thiện. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những Pháp nào là Pháp hữu ký? Phật bảo thiện hiện, các Pháp thiện và Pháp bất thiện gọi là Pháp hữu ký. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những Pháp nào gọi là vô ký? Phật bảo thiện hiện, đó là thân nghiệp vô ký, ngữ nghiệp vô ký, ý nghiệp vô ký, bốn đại trùng vô ký, năm căn vô ký, năm uẩn vô ký, 12 xứ vô ký, 18 giới vô ký, pháp dị thục vô ký. Này thiện hiện, những Pháp này gọi là vô ký. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những Pháp nào gọi là Pháp thế gian? Phật bảo thiện hiện, Pháp thế gian nghĩa là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 10 nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 12 chi duyên khởi. Này thiện hiện, những Pháp này gọi là Pháp thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những Pháp nào gọi là Pháp xuất thế gian? Phật bảo thiện hiện, Pháp xuất thế gian là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, vị chi đương chi căn, dĩ chi căn, cụ chi căn, tam ma địa có tầm có tứ, tam ma địa không tầm chỉ có tứ, tam ma địa không tầm không tứ, hoặc minh, hoặc giải thoát, hoặc niệm, hoặc chính chi, hoặc tác ý đúng lý, hoặc tám giải thoát, hoặc chín định thứ đệ, hoặc pháp không nội, pháp không hoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không vô biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bản tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không bất khả đắc, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh. Hoặc mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, này thiện hiện những pháp này gọi là pháp xuất thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp hữu lậu? Phật bảo thiện hiện, đó là những pháp rơi vào ba cõi, hoặc là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, hoặc bốn tịnh lực, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp hữu lậu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp vô lậu? Phật bảo thiện hiện, đó là bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp vô lậu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp hữu vi? Phật bảo thiện hiện, đó là những pháp bị ràng buộc trong ba cõi, như năm uẩn, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp hữu vi. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp vô vi? Phật bảo thiện hiện, như pháp không sanh, không diệt, không trụ, không khác, hoặc hết tham, hết sân, hết si, hoặc chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp vô vi. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp cộng? Phật bảo thiện hiện, đó là bốn tịnh lự thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp cộng vì đồng với phàm phu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp bất cộng? Phật bảo thiện hiện, đó là bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp bất cộng vì không đồng với phàm phu. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tự tướng các pháp là không như vậy, không nên chấp trước vì tất cả pháp không phân biệt. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì lấy không hai làm phương tiện nên hiểu biết đúng tất cả pháp, vì tất cả pháp đều không động. Này thiện hiện, đối với tất cả pháp không hai không động là ý nghĩa danh từ Bồ Tát, không phân biệt không chấp trước là ý nghĩa danh từ Bồ Tát, do đó không có nghĩa là nghĩa của Bồ Tát. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, do đâu Bồ Tát còn được gọi là Ma Ha Tát? Phật bảo thiện hiện, do Bồ Tát này là bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn lên,